Trại bò Tư Chiến trở lại quy queo sáng hôm nay. Kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2023. Hần sáng ngày 21 em về bò trại gồm có ba bê, thóc kem. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo, xem xét chuồng chốt bò em có xe nhà ship tặng nơi cho anh chị ha. Bây giờ em quay riêng cái lô bò mới về hồi chiều, xe nhỏ không có người quay cho nên anh xuống rồi hồi ngày mai tiếp tục ngày hai cũng là ngày 21 trưa ngày 21 em về một xe nữa gồm có OB ha, giá rất là mềm luôn. Anh chị có thời gian đến với trại xe, còn anh chị không có điều kiện thời gian đến với trại ở xa thì em qua Zalo cho anh chị xem ha. Em báo giá là chiều cao của bò gì thì em nói luôn rồi anh chị xem là biết con tầm dốc con bò nó cao ha. Xong rồi em báo giá này anh chị chốt xong em sẽ trước sân lên bán đùi mỗi một con số thứ tự riêng. Rồi mới về mấy cái lô bò này quá đẹp anh chị ơi. Hình nè. Con nào lấy lưng nách cành cành đâu ha. Hình rất là đẹp luôn. Giờ trực tiếp xuống một xe bò nữa gồm có ba bê. Chuẩn bị xuống trại. Rồi đi. Rồi thì mở tóc ra đi. Okay.